Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 28 tháng 2. Sau đây xin gửi đến các bạn những tin tức mới nhất về bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, U23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng cho những khó khăn mà thầy trò ông Đinh Thế Nam đã phải vượt qua trên đất Campuchia. Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng quyết định cho chúng ta là Trần Bảo Toàn sau chiến thắng thì một tờ báo của Nhật Bản Nikasport đã có những bình luận về chiến tích của U3 Việt Nam với chức vô địch U3 Đông Nam Á. U3 Thái Lan đã làm hết sức mình nhưng không thể phục thủ U3 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó giành chức vô địch U3 Đông Nam Á 2022. Các cầu thủ của Thái Lan đã cố gắng khai thông thế trận nhưng các pha bóng cuối cùng chưa mịn màng và không có sự mạch lạc cần thiết. Điều đó khiến cho họ khó lòng đưa được bóng vào khu vực nguy hiểm bên phía khung thành u ba Việt Nam. Việt Nam lên ngôi vô địch một cách quá xứng đáng tại giải U3 Đông Nam Á 2022. Họ thể hiện tinh thần trên cả tuyệt vời ở những thời điểm khó khăn nhất. Nhìn tổng thể, Việt Nam rõ ràng là đội nhỉnh hơn so với Thái Lan ở giải này khi họ vượt qua đội bóng này đến hai lần. Trong khi đó thì truyền thông Indonesia cũng đánh giá cao màn trình diễn của U3 Việt Nam trên con đường đến trước vô địch U3 Đông Nam Á Nhận định tổng quan về giải U23 Đông Nam Á 2022 trang Bola của Indonesia đánh giá giải đấu năm nay hấp dẫn hơn so với năm 2019. Giải U23 Đông Nam Á 2022 có tính cạnh tranh rất cao và đem tới rất nhiều bàn thắng. Tỷ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận của giải năm nay là 2,79 bàn một trận. Đây là con số vượt xa so với giải đấu năm 2019 chỉ 2,13 bàn một trận. Tờ Bola cho rằng là Việt Nam vượt qua trở ngại của dịch bệnh để lên ngôi vô địch là rất đáng khen ngợi và xứng đáng. Trang báo của Indonesia nhận xét ngắn gọn về trận chung kết. Cả hai đội đều chơi pressing rất quyết liệt nhưng Việt Nam đã làm tốt hơn với bàn thắng của Trần Bảo Toàn. U3 Thái Lan cũng đã dốc sức để tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng thủ của Honda Việt Nam đã chơi cảnh giác để ngăn chặn thành công. Giải U3 Đông Nam Á lần đầu được tổ chức vào năm 2005, tuy nhiên thì phải đến tận năm 2019 giải đấu này mới thực sự diễn ra một cách quy củ và nằm trong hệ thống thi đấu của khu vực Đông Nam Á. Trong hai kỳ gần đây nhất, vào các năm 2019 và 2022, người Thái đều về nhì. Tờ Bola của Indonesia cũng tranh thủ nhắc đến con số thống kê đáng buồn này với người Thái. U23 Việt Nam đã có lần đầu đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á, còn Thái Lan họ đã thua liền cả hai trận chung kết, lần trước là vào năm 2019 dưới tay Indonesia. Cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có kỳ giải U23 Đông Nam Á nào quy tụ đủ 11 đội tuyển trong khu vực. Vì nhiều lý do mà số đội tối đa tham dự một giải đấu vẫn chỉ là 9, năm nay thì đến lượt Indonesia cùng Myanmar là hai đội vắng mặt vì Covid-19. Chứng kiến thầy trò ông Đinh Thế Nam lên ngôi địch tại giải U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Cedric Roger đã chia sẻ sau trận đấu cũng đưa ra những lời đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam. Đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng đến U23 Việt Nam với chiến thắng tuyệt vời này họ giành được trước U23 Thái Lan. Phải nói rằng U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng khi U23 Thái Lan sở hữu một số cơ hội ghi bàn ngon ăn. Dẫu vậy thì Việt Nam lại có sự tiến bộ ở khâu phòng ngự và cả tấn công. Thái Lan đã có màn trình diễn không hề tệ, còn thiếu may mắn trong hiệp 1. Tuy nhiên vấn đề là họ phải chạm chán một Việt Nam quá xuất sắc, chơi rất tự tin và có tinh thần tuyệt vời. U23 Việt Nam luôn cố gắng pressing khi không sở hữu bóng. Ngoài ra họ còn kiểm soát tốt bằng việc là tìm ra cơ hội cho riêng mình. Trong một trận đấu chung kết, đội có được bàn thắng trước luôn sở hữu nhiều lợi thế về mặt tâm lý. Việt Nam đã làm được điều đó. Trong đầu năm 2022, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công. Tuyển Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc. Trong khi đó thì tuyển nữ giành vé đến vòng chung kết World Cup. Huấn luyện viên Roger tin rằng những thành tích đó đã trở thành nguồn động lực lớn lao cho U23 Việt Nam tạo ra sự khác biệt. U23 Việt Nam lên ngôi quá xứng đáng tại giải U23 Đông Nam Á năm nay. Họ thể hiện được tinh thần trên cầu tuyệt vời ở những thời điểm khó khăn nhất. Cũng phải nói rằng Việt Nam thực sự may mắn khi những cầu thủ bổ sung ở giải này mang đến chất lượng không hề thua kém những gương mặt được đăng ký ban đầu. Ngoài ra thì yếu tố tâm lý cũng là điều vô cùng quan trọng. Chiến thắng trước Trung Quốc 3-1 của đội tuyển Nam Việt Nam hay việc đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé dự World Cup đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhờ đó mà họ có động lực lớn để mang về niềm tự hào cho đất nước. Một số cầu thủ của U23 Việt Nam có màn trình diễn khá ấn tượng tại giải này. Theo huấn luyện viên Roger, Bảo Toàn là một trong những gương mặt đáng được thể bác lưu tâm cho SEA 31. Ông Park Hang-seo chắc chắn biết bản thân nên sử dụng cầu thủ nào của U23 Việt Nam nhằm phục vụ cho SEA 31. Theo quan điểm của tôi, một số gương mặt như Bảo Toàn nên được góp mặt ở SEA Games 31 sắp tới. u 3 Đông Nam Á 2022 chỉ là sân chơi khu vực, tuy nhiên thì theo huấn luyện viên Roger vẫn tin rằng đây là giải đấu bổ ích đối với u 3 Việt Nam. Việt Nam đã được cọ sát sau quãng thời gian dài đóng băng vì Covid-19. Giải đấu này tạo ra cơ hội tốt để cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng của mình. Tất nhiên, các đội bóng đều không mang đến lứa cầu thủ u 3 Tuy vậy, Ít ra chúng ta vẫn thấy được trình độ của các cầu thủ trẻ ở giải U23 Đông Nam Á 2022 là khá tốt. Phóng viên Hồ Diệu Hoa đến từ Trung Quốc đã có những lời khen ngợi sau khi U23 Việt Nam lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022, tôi thấy cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều có rất nhiều cơ hội sút bóng, tuy nhiên, Việt Nam là đội tận dụng tốt hơn và do đó họ đã có được bàn thắng. Tôi rất vui khi chứng kiến U23 Việt Nam giành chức vô địch. Họ đã thi đấu hết mình và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Phóng viên Hồ Diệu Hoa người Trung Quốc hiện đang công tác tại Jojo Media nhận định về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Tâm lý tốt là một khía cạnh quan trọng và tôi tin rằng những thành tích trong thời gian gần đây của bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia thắng Trung Quốc 3-1, đội tuyển nữ giành vé dự World Cup đã thôi thúc tinh thần của u ba việt nam nhờ đó mà họ có thêm động lực để cố gắng thi đấu và đem về vinh quang cho đất nước. Tại vòng chung kết u ba đông nam á năm nay u ba việt nam mang đến giải đấu một đội hình trẻ chỉ có một cầu thủ duy nhất trên 21 tuổi. Tuy nhiên thì các học trò của ông đi thế nam vẫn có màn thể hiện là khá tốt và giành chức vô địch chung cuộc. Theo phóng viên đến từ trung quốc thì các cầu thủ trẻ này sẽ là những sự bổ sung hữu ích cho lực lượng chủ lực của u ba việt nam trong những giải đấu quan trọng sắp tới như sea games hay U23 châu Á. Phóng viên Hồ Diệu Hoa đặc biệt ấn tượng với một cái tên, đó là đội trưởng Dũng Quang Nho. Một trong những cái tên nổi bật nhất đối với tôi là đội trưởng Dũng Quang Nho. Cậu ấy hiện đang sở hữu phong độ rất tốt và vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ là cơ hội để cho cậu ấy tiếp tục thể hiện. Tôi biết đến Quang Nho là một thành viên của lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Năm nay cậu ấy sẽ thi đấu trong áo đội Hải Phòng dưới dạng cho mượn từ Hoàng Gia Lai và cần phải chứng tỏ mình để có thể cạnh tranh một suất đá chính. Dù sao dụng quang nho vẫn còn rất trẻ và còn nhiều cơ hội ở phía trước. Trong bài viết về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại U23 Đông Nam Á, tờ Sina của Trung Quốc đã đề cập vấn đề thái độ trong thi đấu. Một số cầu thủ Thái Lan đã nỗ lực thi đấu đến khi bị căng cơ. Sau đó, cầu thủ tấn công bên phía Việt Nam cũng bị chuột rút nhưng vẫn thi đấu đến hết trận. Có thể thấy bản lĩnh chiến đấu của hai đội là rất cao. Nhưng thử nghĩ đi, Bao lâu rồi chúng ta không thể thấy các tuyển thủ Trung Quốc thi đấu cố gắng đến đau đớn như vậy trên sân. Đánh giá về nhận định trên của tờ Sina thì Hồ Diệu Hoa cho rằng Tôi muốn nói rằng trong bóng đá, thành công hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào thái độ thi đấu của các cầu thủ. U23 Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ khát khao giành chức vô địch như thế nào và cuối cùng họ đã không làm phụ lòng người hâm mộ Việt Nam. Hy vọng là trong tương lai bóng đá Trung Quốc sẽ có rất nhiều cơ hội cọ sát với Việt Nam để học hỏi lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng hiện tại thực lực tổng thể của Việt Nam là nhỉnh hơn Thái Lan một chút, nhưng không phải là hoàn toàn vượt trội. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam vào lúc này cần phải cải thiện thêm ở nhiều khía cạnh. Điều quan trọng nhất là họ cần được phải trao cơ hội ở sân chơi V-League nhiều hơn, nhờ đó mà họ mới có thể cạnh tranh và tích lũy thêm kinh nghiệm. Phong viên người Trung Quốc khép lại buổi trò chuyện khi nhận định về bóng đá trẻ Việt Nam. Hạ gục kinh địch Thái Lan ở trận chung kết u 3 Đông Nam Á, u 3 Việt Nam đã có giải đấu Lần đầu tiên lên Lê ngôi vương tại giải này. Trước vô địch của thầy trò ông đi thế Nam không chỉ là lời khẳng định sức mạnh và vị thế của bóng đá Việt Nam mà nó còn giúp cho chúng ta cân bằng thành tích tại tất cả các giải đấu khu vực của bóng đá Thái Lan. Cụ thể là Việt Nam đã xưng vương tại AFF Cup 2008, 2018, U16 là 2006, 2010, 2017, U19 2007, Games 2019 và cuối cùng là chiếc cúp UBA Đông Nam Á 2022. Thành tích này trở nên đáng tự hào hơn bao giờ hết khi cho đến thời điểm này chỉ có Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia làm được điều này. Trước vô địch tại giải đấu vừa qua của Dụng Quang Nho và các đồng đội trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết khi chúng ta đã giữ sạch lưới trong toàn bộ giải đấu, có đến 9 lần ghi bàn vào lưới đối thủ. Không như vậy, u 23 Việt Nam còn có hai lần liên tiếp đánh bại được u 23 Thái Lan, điều mà chúng ta hiếm khi làm được trong quá khứ. Có thể thấy, những vinh quang liên tiếp của các đội tuyển trong khoảng thời gian vừa qua bóng đá nước nhà đang có một khởi đầu năm mới 2022 là vô cùng mỹ mãn. Trước mắt là các đội tuyển sẽ lại cố gắng hướng đến việc bảo vệ tấm huy chương vàng Sikis danh giá kỳ đại hội thể thao mà Việt Nam chính là nước chủ nhà. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã quyết định trao thưởng cho các cầu thủ của đội vừa giành chức vô địch u 3 Đông Nam Á 2022. Trên trang chủ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mới đây đã cho đăng tải thông tin về việc là trao thưởng cho các cầu thủ thuộc biên chế của đội chức vô địch U23 Đông Nam Á lần đầu tiên mà chúng ta đang quang ở cấp độ khu vực dành cho lứa tuổi U23 cùng với đó là sự ghi nhận xác đáng cho sự nỗ lực tập luyện của đội bóng. Dù liên tục thiệt quân do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Đình Thế Nam không hề nản chí và từ bỏ để có thể cán đích một cách ngoạn mục. Trong đội hình của U23 Việt Nam có 4 cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, bao gồm Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thanh Nhân, Huỳnh Tiến Đạt và Dụ Quang Nho hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng dưới dạng cho mượn. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay 28 tháng 2. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.